là bên trong công viên đó. Đây là nhà thờ gỗ ở thành phố Kon Tum, một điểm cũng rất nổi tiếng dành cho những ai muốn khám phá thành phố Kon Tum, và cũng là một nơi dành cho tín hữu đạo Thiên Chúa. Chúng ta tới đây để cầu nguyện. Để biết rõ hơn ở lịch sử xây dựng ra đời cũng như hình thành nhà thờ của Kon Tum, các bạn có thể tra trên Google. Hello. Boo. Hello, Boo.
viên của nhà thờ gỗ khá rộng mọi người ha.